Bây giờ chỉ đi em phải đóng khung gỗ rồi các bác. Đấy, những xe carbon này em đều bây giờ phải đóng khung gỗ như này hết để vận chuyển cho nó an toàn. Dù cước nó cao một tí, bớt lãi đi, nhưng là an toàn tuyệt đối luôn. Đấy, chứ không đi thế kia nguy hiểm lắm các bạn, nguy hiểm lắm. Đấy, đây là một con carbon các bác nhé. Đấy, cho một bác ở Đồng Nai. Buổi sáng thì em đóng rồi, nhưng buổi chiều nó nhàn nhàn em quay lên một chút. Đấy, còn hai đơn nữa của các bác ở Sơn La và ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì em đã được chuyển rồi, đều đóng khung gỗ này hết. Hôm nay là tất cả là 5 xe carbon. Đấy, công thợ này đóng rồi này, gỗ vài bừa rồi. Đấy, thợ đóng từ sáng rồi. Hôm nay là ra đi 5 xe carbon, nhưng hôm nay em chỉ quay một con này cuối cùng của ngày để cho các bác theo dõi. Đây một đây là cái phương thức giờ em vận chuyển xe carbon cho các bác nhá. Đấy, đâu các bác an tâm và mức độ đóng gói ở nhà em. Đấy, giờ em thay đổi, em bớt lãi đi một chút để cho an toàn, mọi cái an toàn. Đấy, các bác nhá. Đấy, rất là ok đấy, mang tính chất trách nhiệm, không đến lúc mà nó xảy ra cái gì nó ấy lắm, còn xe nó tiếc lắm các bạn. Rồi, cảm ơn các bác nhá.